Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ Với những chiếc xe em đã cập nhật cho anh chị và các bạn ngày hôm nay thì là một chiếc xe uh, Trong phân khúc hạng B Với tầm giá của chiếc xe bây giờ là chỉ khoảng hơn 400 triệu một chút Là anh chị bạn thể sở hữu một chiếc xe Hyundai Accent phiên bản máy 1.4 AT Đây là phiên bản ATH Sản xuất là 2018 Đăng ký lần đầu vào tháng 11 năm 2018 Tên tư nhân biển Hà Nội chính chủ sử dụng từ đầu năm anh quãng đường là 45.000 km xe có trang bị đầy đủ cho anh chị và các bạn những tính năng như đề lộ start top này cửa lóc màn hình cảm ứng 7 inch cùng với trang bị à, kết nối USB Aux tích hợp à, cruise control trên vô lăng hệ thống gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ đầy đủ những tiện nghi để anh chị bạn có thể trải nghiệm đầy đủ em mời anh chị các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng Auto Tốn Huyền số 22 Nguyễn Văn Cử Long Biên Hà Nội sẽ luôn cam kết đầy đủ cho anh chị và các bạn các hạng mục là xe không bị đâm va, không bị ngập nước, máy gầm nội thất còn nguyên zin, bao trách mọi nơi trên toàn quốc để anh chị bạn có thể yên tâm chọn lựa. Những đường led của chiếc xe thì em sẽ quay qua để anh chị bạn có thể thấy được từ những phần cốp này, sau đó ta sẽ đi vào nội thất của chiếc xe, cuối cùng là bộ máy của chiếc xe để anh chị bạn có thể đánh giá được tổng quan về chất lượng chiếc xe em giới thiệu. Những đường nét về hệ thống keo chỉ đình tán của chiếc xe anh chị có thể quan sát cùng em. Về phần đuôi này không hề có hiện tượng bị đâm va. Những cái phần chi tiết như là phần lỉ cốp vẫn còn rất đẹp. Nốp sơ cua của chiếc xe đây anh chị có thể thấy nó vẫn còn rất là dày. Những đường nét về lòng à, thành lòng cuốc. Sau đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan chi tiết về phần nội thất của chiếc xe để anh chị bạn có thể tham quan về không gian ghế ngồi ở hàng ghế thứ hai. Mẫu xe này thì nó cạnh tranh với đây những các tên tuổi như là Toyota Vios hay là Mazda 2. Đấy. Hay Nissan Sunny. Một chiếc xe đáng để anh chị các bạn quan tâm với tầm giá rất là hợp lý. Với full đầy đủ các tính năng công nghệ, đây là bản cao cấp nhất rồi. Chất lượng từ những con ốc bản lề rồi những phần gầm bệ của chiếc xe vẫn giữ được độ hoàn hảo cao và chất lượng ghế ngồi ở đây anh chị có thể thấy nó trang bị là hệ thống ghế da đen pha kem với đục lỗ thông hơi tạo sự thoải mái cho người ngồi không gian gian ngồi hàng ghế thứ hai thì thoải mái cho ba người ngồi và bây giờ ta sẽ cùng đi tham quan về không gian khoang lái của chiếc xe mẫu mẫu xe này thì nó trang bị cho anh chị và các bạn là nhiều tính năng công nghệ hơn so với các đối thủ như là Toyota Vios cùng đời đây là những cái chi tiết về các phím điều chỉnh chức năng ở phần cánh cửa như lên xuống kính chỉnh gương. Ở bên trong đây thì anh chị bạn thể thấy qua từ những phần bậc này rồi là hệ thống ghế ngồi, ghế lái vẫn giữ được độ đẹp do chủ nhân của chiếc xe rất là chăm chút. Bảo dưỡng định kỳ nên anh chị bạn có thể mang vào hãng hoặc qua một bên đơn vị thứ ba để kiểm tra check đảm bảo an tâm cho quá trình sử dụng sau này. Đây. đây là những cái chi tiết về hệ thống cần số cũng như là hệ thống màn hình giải trí tích hợp đầy đủ những tiện nghi vô lăng tích hợp này các bác chị thể qua thì nó vẫn giữ được độ đẹp bác chủ thì cũng đã bọc thêm cái bọc vô lăng để anh chị bạn cầm vô lăng nó sẽ đầm tay hơn cảm giác lái nó sẽ tốt hơn và sau đây thì em sẽ mời anh chị các bạn cùng đi tham quan chi tiết cụ thể hơn nữa về phần máy móc của chiếc xe để ta đánh giá về chất lượng chiếc xe cũ đã qua sử dụng tại cửa hàng các bác nhớ giúp em nhé, địa chỉ cửa hàng đó là số 22, Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Đây là những cái chi tiết về uh, ốc ác răng đầu cũng như là cái hệ thống ốc bản lề. Những đường keo chỉ rồi hệ thống dập tròn dập đổi nhà sản xuất. Mọi chi tiết vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao. Để đơn vị bán xe ra thì đều có cam kết đầy đủ các hạng mục cho anh chị các bạn nên anh chị bạn thể yên tâm. Và với chiếc xe Hyundai Accent phiên bản máy 1.4 AT H sản xuất 2018 hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 440 triệu giá này thì em vẫn còn giảm giá và thương lượng khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình hoặc qua trực tiếp cửa hàng cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ rất mong anh chị và các bạn quan tâm ủng hộ và đóng góp ý kiến cho em để em có thể hoàn thiện hơn mang đến nội dung đầy đủ hơn cho mọi người ở những video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn.